Ok, và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series. Cái con này dài quá cho nên là mình sẽ đọc tiếng Việt này. Đó là chuyện gì xảy ra trong gia đình nhà phim. Oh, I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Ok, mình hiểu rồi. Có thể là đây. Có một con cá mập ở đây nè. Con bạch tuộc. Thế thì thỏ. Có thỏ trên giường nhé. Và mèo đâu. Tại trong phòng của con Molly là nó có cá mập nè. Có bạch tuộc nè. Cho nên có thể là vì như thế mà nó mơ được giấc mơ như vậy. À, ở đây có những tượng con cú nữa. Thậm chí là bên dưới là có mỏ của con mèo. Cho nên là mình nghĩ là đó. Thì cái giả thuyết mà con Molly nó bị ngộ độc là đúng rồi. Và những cái thứ mà ở trong phòng nó cũng ủng hộ theo bà cô. Bây giờ mình hiểu được là cái cây da phả như thế nào rồi. Đây là ông Odin, là ông lớn nhất, là cụ cố lấy bà này, sau đó là đẻ ra Eddie lấy Gwen, sau đó là đẻ ra 5 người con như thế này. Rồi hình như là cái việc này thì cái đứa cai này mình lại không biết là lấy đứa nào, nhưng mà nó đẻ ra 3 người này. Rồi có thể thằng này nó lấy con Dom nè. Dom sau đó là đẻ ra 3 đứa như mình. Thì hiện tại là mình đã tìm hiểu được bà cô Molly chết là sao rồi. Later, but my mom never told me any of these stories. Đây là chết vì ngộ độc, nhưng mà cách kể chuyện của con game này rất là hay. When we adopted a stray kitten, she was the one who named it. Một cái chết, nhưng mà nó lại mang chiều hướng nghệ thuật bay bổng. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Cái phòng này, Edie là bà cố nha. Đúng không? Edie đẻ ra cái vàng này. Vàng này là bà cô. Giờ vàng này á là bà nội hay bà ngoại nè. Còn trên của bà nội bà ngoại thì là bà cố, mà trên đây là cố tổ rồi còn gì nữa. Bà nuôi khá là nhiều chim. Thậm chí là chim cũng chết luôn. Để ảnh ở trong đó. Tự nhớ. Ở đây là con rắn à. Ô. Tự nhiên nuôi con rắn giữa bầy chim. Hôm nào con rắn nó đói quá, nó thịt hết cả lũ chim luôn. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Oh, bà Edie này nè, bà có khả năng vẽ. À, mấy cái bàn tay này là trong gia đình, khi mà gia đình kiểu như vừa được 3 tuổi hay sao. Tại thằng waiter nè 55, nhưng mà ở đây là 52, cho nên là ấy. Đúng rồi, tụi nó vừa tròn.
đang may dở cái cho thằng Lê Quyết nữa chứ. Tại ai cũng biết là thằng Lê Quyết nó chết rồi, nhưng mà chết như thế nào thì bà cố bà cũng buồn, cho nên là bà may cho, bà may đây nhưng mà may dở thì lại lên đường. Her room was like a museum. Cái con này nó nói là phòng của bà cố thì như là cái viện bảo tàng vậy. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Ok, khoảng 500 năm trước hả? Là đại gia đình nhà Phin là một gia đình nổi tiếng. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Ok, nói là ông có tổ ở đây là Odin. Ổng lo sợ cho gia đình bởi vì bị nguyền, lo cho cả bà vợ với lại đứa con mới sinh là Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Ồ, hóa ra là ngày xưa là có tin đồn là gia đình mình là bị lời nguyền, cho nên là những cái chết nó liên tục nó xảy ra mà. Thì ông Odin thấy tháng 1, January là tháng 1 đúng không? Tháng 1 ngày 7 năm 73 thì ông mang cả gia đình luôn, thậm chí là cái căn nhà của ông ra ngoài biển để thoát khỏi lời nguyền. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Ok, nhưng mà khi tới thì nó còn 40 dặm cuối cùng để tới Washington á, thì căn nhà bị sóng đánh và Odin thì lại bị rơi xuống dưới Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, cả step ashore on their dưới new biển home. luôn. Orcas Island. À đây đây, kể đây. Đó là con gái của đi là Edith, đó là bà cố mình đó, cùng với lại chồng và đứa con mới sinh là Molly. Ồ, hóa ra là Molly là chị cả à, nhưng mà là Molly lại chết sớm. Ở cái tuổi này tìm được nhà mới ở Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Ok, thì Odin nó là người đầu tiên xây, người người đầu tiên nằm trong nghĩa trang của gia đình. Ok, giờ làm sao thoát ra đây? Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ok, giờ là mình biết được là cụ cố Odin là chết như thế nào rồi. Sợ sợ lời nguyền. Nhưng mà thật ra là ngày xưa là bệnh dịch á, người ta vẫn chưa có thuốc để trị, cho nên là khả năng cao ấy là When Edie told people Sven was chết killed thôi. by a dragon, Và she could khi mà also bệnh have dịch said he tới was á, người ta building cứ tưởng là có dragon-shaped một lời slide that nguyền. collapsed. She could Thế là have, ông này but ông she sợ. didn't. Ồ, hoài bão đây rồi. Ồ, mấy bạn có nhớ cái đầu rồng mà lúc mà đi tập chứa là ở ở trong nhà, đi đi vào nhà là thấy không?
Có thể là ông cô quen này nè, ông bị chết. Ông bị chết do hình như là xây cái cầu trượt rầu rồng này hay sao. Nhưng mà mình lại không thể ấy, kiểu như là chắc là nó vẫn chưa cho tìm kiếm mấy người này vội, hay là chỉ những người trong nhà thôi nha, những lá cây ở bên ngoài ấy là không Even in her không có tìm hiểu 90s, sao. sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Kính game này nó lại không thể làm kính rồi. Nhà bên Mỹ người ta hay lót nè, cho những người già đi cho người ta đỡ phải trượt té. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Ồ, ok. Grandpa Sam. Đây là Sam. Sam là ông nội. Ủa, ông ngoại. Biết mà, tại Gai là Chochi á, là hai cái tên này là hai cái tên của con trai, cho nên là Dom, mình nghĩ là Dom có thể là con gái. Nếu mà Sam ông ngoại thì mình biết giới tính của Kai là Kai nãy nó ghi là vợ, cho nên là Kai là sẽ là nữ. Ok, Sam với Kai lấy nhau, cơ đó là đẻ ra ba người con này rồi, thì Dom mới là mẹ mình. Ok, đang đi tìm hiểu đây, tìm hiểu về ông ngoại. Chắc là bước qua đây là tới cái phòng của ông ngoại thôi. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Wow, hay nhỉ. Kelvin. Kelvin tại sao lại chết? Có hình, ở đây có hình đu và một con hươu. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Chung là tựa game này cũng không phải là game kinh dị, mình chỉ cần mình đi và mình khám phá hết gia đình của mình thôi. Ở đây có một cái xích đu, được, có cái gì đó liên quan tới cái xích đu rồi. Calvin, khoan từ, có thể là ông ngoại mình với lại Calvin là anh em sinh đôi. Tại vì thường ngủ chung phòng như thế này mới là anh em sinh đôi, mà tuy là sở thích thì chúng nó lại khác nhau. Ông ngoại mình thì thích là làm quân đội, còn trong khi Calvin ấy thì lại thích là làm, Calvin lại thích là phi hành gia. I knew Grandpa Sam had a twin, and that he never talked about him. Đúng rồi, đây nó biết là ông ngoại có anh em sinh đôi. Khoan khoan, do là căm ghét hả, căm ghét thằng nhỏ cho nên là căm ghét Calvin, nên là rào cái dây đó lại, chứ như không phân sự thì không được qua. Ở đâu bên này cũng có đường mà. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did.
How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom, and he did. At Barbara's funeral, we swore he'd never be afraid again, and he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Ở đây, những cái dòng đó là nó đang nói về Calvin này. But that day, he finally made up his mind to do it. Oh, Calvin. Đây là buổi chiều đây. Hóa ra là Calvin nó đu rồi bằng cái xích đu này. I told him going around was impossible. Calvin nó chỉ muốn là bay một vòng bằng xích đu thôi, nhưng mà cái điều đó lại không thể xảy ra. Ông ngoại mình đã cố nói rồi. Ôi, ngày càng cao rồi đấy. But I doubt. I think he'd already made up his mind. Đây là mình chơi không á mà mình còn thấy chóng mặt nữa. Nó lên cao lắm luôn rồi á. Đến tới một độ cao nhất định thì cái xích đu nó sẽ quay vòng tròn. Ok, mình đã hiểu được nguyên nhân tại sao cái chết của Calvin rồi. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Đơn giản là Calvin muốn bay. Rồi tới khi mà bay được rồi thì là bay quá xa. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Qua đây xem bên ông ngoại không được rồi. Trên kia cũng có đồ nhưng mà không thể vô được. And never set foot in the room again. Tôi có thể là đi bằng đường đó, nhưng mà mình nghĩ là video này mình cũng dừng lại tại đây thôi nhé. Thì tập sau mình sẽ khám phá tiếp thêm về những người trong gia đình. Do cái xích đu ở bay, mấy bạn có thể nhìn thấy là bay ra ngoài biển đúng không? Nhưng mà đâu dính biển đâu, dính mỏm đá là chết rồi. Thậm chí nếu mà dính biển á, áp lực va chạm, đừng có nghĩ là rơi xuống nước là nó sẽ an toàn. Rơi xuống nước không đâu, nó cũng sẽ có áp lực. Mà nó đập vô, hai cái lực nó đập vô thì nó sẽ gây ra phản lực, giờ có thể là nát cả cơ thể mình luôn. Ở vậy nó còn bay với tốc độ nhanh nữa. Nên là có thể hiểu được là ông chủ Calvin là ổng chết do muốn bay. Giấc mơ tuy đơn giản nhưng mà nó lại nguy hiểm chết người. Còn ông cụ tổ Odin thì ổng lại mê tín quá. Và chắc là video này mình cũng dừng lại tại đây thôi nhé. Nếu mà bài nào thấy hay nhớ để lại mình một like và share. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé. Vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.